Đúng là dù có đi đâu về đâu thì cảm giác đá bóng trên sân đất lạ ở quê hương mình nó vẫn là một cái cảm giác vô cùng đặc biệt anh em ạ. Chào anh em, lại là Đinh Lực Soccer chuyên đi hát rong đây. Về quê thì mình thích nhất là cái không khí cứ cuối tuần là người dân cả xã ra sân vận động để cổ vũ cho con em của mình. Trên khán đài thì toàn là bố mẹ, anh chị em cổ vũ cho người nhà của mình thôi, nên là rất là nhiệt tình và nhiệt huyết. Sân bãi ở quê thì đa số đến giải thì mới bắt đầu cải tạo và cắt cỏ, vì thế mặt sân thì bóng cứ nảy cồ lên luôn anh em ạ. Quần áo của đội mình là đội dầm trúc, là một sản phẩm của Đinh Lực Soccer. Anh em nào cần làm những cái bộ quần áo đẹp như thế này thì cứ liên hệ ngay Đinh Lực Soccer nhá. Ngoài ra, đôi tất mình sử dụng ngày hôm nay cũng là một đôi tất chuyên nghiệp, đó chính là đôi tất Đinh Lực Soccer này. Anh em nào cần mua cái sản phẩm này thì có thể vào giỏ hàng trong trang cá nhân của mình nhá. Vừa mới vào trận đấu thì hàng phòng ngự của đối thủ đã mắc một sai lầm rồi. Bóng đến chân ông Anh Khoa, là một người anh trong họ của mình. Nhưng mà rất tiếc, ông anh dứt điểm, bóng lại không nguy hiểm cho lắm. Ngày hôm nay thì mình đá vị trí tiền vệ cánh trái. Đá ở nhà thì mình được khá là nhờ bóng, nên sẽ rất là tự tin cầm bóng, đi bóng và tạo đột biến. Ngày hôm nay thì trời rất là lắng nóng luôn. Vì thế, đối thủ theo kèm mình cũng khá là hết hơi đấy anh em ạ. Mình nói như vậy không phải là mình đá hay. Căn bản là mấy ông anh ở quê này toàn là những ông anh và những người bạn của mình ở trong xã thôi. Mà mấy ông anh này thì có đá bóng bao giờ đâu. Đến giải thì gọi về mới bắt đầu đá thôi anh em ạ. Chính vì thế, những cái pha đi bóng xuống đáy biên rồi nhả ngược lại tuyến 2 của mình rất là khó khăn cho đối thủ. Rất tiếc là những cái pha bóng lật ngược lại tuyến 2 này của mình chỉ dừng ở mức nguy hiểm thôi. Sau bao nhiêu cơ hội ngon ăn mà không vào thì cuối cùng, sau một pha treo bóng của hậu vệ đội mình, bóng bay cầu Âu và bay đúng vào góc cao luôn. Thế là nâng tỷ số lên 1-0. Đúng là đá giải ở quê thì chỉ ăn loanh quanh mấy cái tình huống như này thôi anh em ạ. Cho dù bạn có đá hay đến đâu, cố gắng sút mạnh đến đâu thì cũng sẽ rất là khó để vào. Tuy nhiên, những cái pha treo bóng như thế này thì lại cực kỳ là nguy hiểm. Theo mình thấy, đấy nó mới là cái hay của bóng đá và cái hay của các giải làng, giải xã đúng không anh em? Và đá bóng thì lúc nào cũng vậy. Khi mà đã lọt một quả rồi thì chắc chắn sẽ để sơ hở để lọt những cái quả tiếp theo. Đây là một pha thi đấu rất khỏe và rất năng nổ của anh Khoa. Cuối cùng thì anh ấy đã có một pha dứt điểm chân trái, bóng bay đúng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội mình. Bắc Giang thì những năm gần đây nổi lên là một tỉnh có một phong trào đá bóng cực kỳ là tốt. Hầu hết các giải làng, giải xã ở Bắc Giang thì đều được thuê quay phát rất là chuyên nghiệp để phục vụ những người ở nhà cũng có thể xem được bóng đá. Tuy nhiên, nếu chỉ ở nhà thì chắc chắn sẽ không thể nào tận hưởng được những cái cảm giác nóng lực kể cả trên sân lẫn trên khán đài như thế này đâu. Và đặc biệt, có một cái điều mà mình cực kỳ là thích ở các giải bóng đá làng, giải xã, đó chính là ở quê ấy, thì khi mà chúng ta ghi bàn xong, ra sân là chúng ta có thưởng ngay. Đấy, cứ ra sân ghi bàn một cái, ra sân là có tiền thưởng ngay anh em ạ. Bước sang hiệp 2 của trận đấu thì lúc này đối thủ cũng đã mệt lắm rồi. Đội mình thì lúc này vẫn đang tấn công như vũ bão và liên tục có những cái bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, 4-0, rồi 5-0. Từ nãy đến giờ thì có gì sai sai ấy, anh em nhở? Đội thắng nhiều như thế này rồi mà Đinh Lực Soccer không có bàn nào à? Lúc này thì mình cũng đã nhận ra cái điều đấy rồi và đang cố gắng đi bóng và dứt điểm. Nhưng có vẻ ngày hôm nay là một ngày không may mắn của mình khi đã có rất nhiều những pha dứt điểm rồi. Nhưng mà kể cả thủ môn hay là xà ngang đã từ chối bàn thắng của mình. Những phút cuối cùng của trận đấu thì điều gì đến cũng phải đến. Điều đến ở đây không phải là Đinh Lực Soccer ghi bàn mà đối thủ đã có một bàn thắng danh dự anh em ạ. Pha này thì mình định xỏ háng đối thủ nhưng mà không thành. Đồng đội của mình lúc đấy thì cũng cắt bóng trượt. Thế là thôi, xong luôn, thua luôn một bàn anh em ạ. Trận này nếu mà đội mình giữ sạch lưới thì là sẽ được thưởng nóng 500.000. Thế nào lại để lọt những phút cuối cùng anh em ạ. Thế có chán đời không cơ chứ? Thôi, nhưng mà không sao, đội mình cứ thắng là được. Anh em cứ hết sức bình tĩnh nhá. Trận sau Đinh Lực Soccer hứa sẽ làm lại. Anh em cứ tin mình đi. Đây mới chỉ là vòng 1 của giải bóng đá xã Tân Sỏi thôi. Chính vì vậy, anh em đừng quên follow Đinh Lực Soccer để cập nhật những video tiếp theo về giải đấu này nhá. Mọi người nhá, mọi người ấn vào nút follow. Follow bên này. Mua hàng ở đây nhá. Follow bên này, mua hàng bên này.